không ngừng tăng công suất hoạt động bán ra thị trường với mức giá bình ổn, không lấy lãi, không tăng giá. Đó là những điều mà các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang thời gian qua đã làm để chia sẻ với cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Nhiều doanh nghiệp đã làm nhiều cách để tăng 10 lần công suất, giúp cung ứng khẩu trang cho người dân chống dịch. Ghi nhận tại một số doanh nghiệp dệt may trước vốn không sản xuất khẩu trang, thế nhưng đã tích cực chia sẻ với cộng đồng trong suốt thời gian qua. Dây chuyền này trước đây vốn không dành để sản xuất khẩu trang mà chuyên tập trung vào hàng thời trang xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, khẩu trang y tế lại khan hiếm do thiếu nguyên liệu. Công ty dệt Kim Đông Xuân đã huy động dây chuyền này cùng nhiều dây chuyền khác để sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn cung ứng cho người dân chống dịch. Chúng tôi thì làm cái doanh nghiệp mà làm từ dệt đến tẩy nhuộm, xử lý hoàn tất vải và đến may, và đã 30 năm làm với khách hàng Nhật. Thế nên là khi mà tại thời điểm mà dịch COVID-19 bắt đầu trở nên phức tạp và khẩu trang trở nên khan hiếm, thì chúng tôi có một cái sáng kiến ở trong nội bộ thôi, là cái vải mà kháng khuẩn chúng tôi sản xuất cho khách hàng Nhật Bản từ rất lâu nay rồi, thì ứng dụng vào may khẩu trang để phục vụ cho chính người lao động của chúng tôi. Khi mà cái sản phẩm đó được đưa ra thì bản thân người lao động cũng rất là ủng hộ. Thế và đến khi có nhu cầu thị trường thì chúng tôi đã hưởng ứng cái chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công Thương, của Tập đoàn Dệt may Việt Nam để mà sản xuất cái khẩu trang làm từ vải kháng khuẩn, không phải là khẩu trang y tế, nhưng mà khẩu trang làm từ vải kháng khuẩn để phục vụ cho cộng đồng. Chính thức ra mắt và bán ra thị trường vào ngày 4 tháng 2 năm 2020, mặt hàng khẩu trang vải kháng khuẩn, khả năng kháng khuẩn bảo lưu được 30 lần giặt, giá 7.000 đồng một chiếc, nhanh chóng bù đắp sự thiếu hụt khẩu trang giữa lúc dịch corona vẫn đang tiếp diễn. Thế nhưng ở giai đoạn đầu tung ra thị trường, do là mặt hàng mới chưa từng sản xuất nên năng suất còn thấp. Trong bối cảnh đó, với giải pháp sử dụng các nhà máy vệ tinh để sản xuất khẩu trang, hiện sản lượng khẩu trang sản xuất mỗi ngày đã đạt mức 300.000 chiếc, gấp 10 lần so với trước đây. Tại thời gian đầu thì chúng tôi có cái hạn chế nút thắt ở tại công đoạn may. Bởi vì về năng lực vải thì chúng tôi có thể tương đối chủ động làm cái vải kháng khuẩn. Tuy nhiên năng lực may thì bị hạn chế rất là nhiều. Trong những ngày đầu chúng tôi chỉ có 10.000 sản phẩm một ngày, rồi đến 20.000, 30.000 sản phẩm một ngày, trong khi nhu cầu của thị trường lên đến nhiều triệu chiếc. Do đó nên là chúng tôi đã cũng được cái sự chỉ đạo của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, thì rất nhiều các cái đơn vị ở trong tập đoàn và kể cả ngoài tập đoàn, những đơn vị lớn có uy tín đã hợp tác cùng với Đông Xuân để may sản phẩm khẩu trang từ cái vải kháng khuẩn của Đông Xuân. Trong suốt cả tháng 2 thì chúng tôi đã không ngừng tăng cái sản lượng của mình lên. Tại thời điểm này chúng tôi đã đạt cái sản lượng là 300.000 khẩu trang một ngày để cung ứng cho cộng đồng. Cũng theo ông Việt, với sự tham gia kịp thời trong việc cung ứng khẩu trang cho người dân, cơn sốt khẩu trang đã hạ nhiệt. Doanh nghiệp đã sản xuất và cung ứng ra thị trường hơn 4 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn, đồng thời cung cấp 60 tấn vải kháng khuẩn cho các đơn vị dệt may khác để sản xuất khẩu trang. Không riêng gì Hà Nội, nhiều địa phương khác giữa cơn sốt khẩu trang chống dịch đã nhận được sự chung tay của các doanh nghiệp dệt may. Tại Thái Bình, công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao MXP cũng đã giãn tiến độ các đơn hàng xuất khẩu, huy động toàn bộ nhân công tại các phân xưởng để sản xuất khẩu trang vải chống nước cung ứng cho người dân phòng dịch. Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech cũng đang tiến hành chuyển giao quy trình công nghệ và chuyên gia tới các đơn vị trong hệ thống của tập đoàn để triển khai sản xuất, cung ứng khẩu trang cho các địa phương khác chống dịch.